Xin chào nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Hôm gọi nay là rồng nhỏ cho dễ thương hơn, tại vì Long thích là rồng nhỏ. Rồng nhỏ. Kim là vàng mà nhỏ là tiểu là nhỏ. Mà Long là rồng, cho nên là đó cho rồng nhỏ. Rồng bay lên. Rồng nhỏ Kim Tiểu Long xin chào báo phụ nữ. Báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh chào độc giả. Đây là bạn của Long. Anh em đã từng hát quán chung ngày xưa cho tới bây giờ, từ khở mà sơ sinh mới về Sài Gòn. Biết về cái xuất xứ, cái tên của Long rất là nhiều rồi. Ừ. Nhưng mà là hồi xưa thường thường người hay đặt tên giống. Thì đó, thì là các ông bà cô bác anh chú đi trước làm sao này, mình thì nghệ sĩ mà. Nghệ sĩ mình quay tới quay lui là nghệ sĩ là đẹp. Tên là cũng phải đẹp. Tất cả mọi thứ nghệ sĩ đã sống trong cái cảnh nghệ sĩ rồi, lên bước lên sân khấu là cái gì nó cũng phải là, tại vì cái hào quang, cái tên phải hợp với mình. Mình một cái bông hoa đó thì mình phải kèm, thí dụ là bây giờ thí dụ như cái bông nhãn thọ, mà tự nhiên cái bông nhãn thọ vậy đó, tự nhiên mình đi đặt là bông bụp đó thì nó khác cái tên rồi, thì bây giờ nó bị tréo ngược cuộc đời, thì cái bông nhãn thọ đó nó không có hợp lý, cho nên là cái tên của cái người đó là chắc chắn một điều là không có hay. Nghệ sĩ mình là cái tên phải kêu. Cái tên trước khi là nghe tới cái tên là nó phải bay bổng như là mây như khói vậy á, thì cuộc đời của mình đi hát nó như giống như diều mà gặp gió vậy đó. Long tin cái điều đó. Bởi vì Long đi hát mà Long đặt tên Châu Kiệt, mà Long hát hoài giống như đá mà nó nặng chì ở trên người của mình, mà rất nhiều tên Châu Kiệt. Nhưng mà Long có ngại khi mà hồi có cái nghệ sĩ Kim Tử Long, cái mình đặt theo tên Tim Kim Tiểu Long, mình thấy có ngại không? Không. Khi mà Long trả lời liền là không. Là bởi vì Long rất thần tượng anh Kim Tử Long. Thời điểm đó mưa bụi, rồi cải lương, trong cái tủ làm tuồng của Long toàn là hình Kim Tử Long không. Thần tượng của mình mà, ở bên Hồng Kông đó, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng cũng nhóc rồi, ôi tụm lắm đó, đúng không? Rồi Trương Vệ Kiện, Trương Y Kiện cũng nhóc đó, nhưng mà người ta anh mấy chị vẫn nổi tiếng, vẫn nổi tiếng. Cho nên đó là một cái sự suy nghĩ của mọi người thôi. Nhưng mà mọi người nhìn, mọi người biết là Kim Tiểu Long là ai mà, đúng không? Mình còn phải cảm ơn người anh của mình đã cũng chấp cánh cho mình một phần nào đó, mình không quên ơn. Theo mình biết đó, là Phương biết là Long có một bà má nuôi, nói chung là má cũng giúp cho Long nhiều. Thì thương mẹ cái điều này là bởi vì do nên là mẹ rất là thương Long, là bởi vì chân ướt chân ráo mà Long mới về Sài Gòn á. Cái thời điểm đó mà không có má ba động viên, mà không có cái quán chiều vàng thì Long cũng đi tỉnh tiếp rồi. Là bởi vì Long về thành phố Long chịu không nổi. Sống nổi đâu, không nổi đâu. Bị thế này, bị thế kia rồi. Người thương thì kẻ mến, người mến thì kẻ thương, người ghét này kia nọ. Nhưng mà thậm chí thì có lúc đó là cũng chán rồi, là cũng muốn bỏ đây đi về với tỉnh nát tiếp rồi. Nhưng mà bởi vì do nên má ba động viên Long rất là nhiều, con cố gắng ở Sài Gòn đi, rồi này kia nọ, rồi có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, vậy những cái lời nói của má. Thế mình tới ngày hôm nay mẹ là những người động viên Long rất là nhiều. Đó là cũng là những người mà bước đầu về, bước sự, đầu nghiệp về sự nghiệp của Long ở Sài Gòn đó. Nhiều kỷ niệm lắm. Về Sài Gòn lúc đó đó, cô Linh là người đi theo nè. Ốc á, mà lễ ra cứ không có tiền, cái hai cô cháu nó, cô Linh y u như kỹ nha. Y như cũ. U như kỹ là y như cũ, là cái mua ốc đắng với ốc lát về lễ ra cái kho xả, cái ăn mấy ngày. Hiểu không? Cái một lần cái bố Việt, Hoàng Song Việt lại nhà đó, không ngồi uống cà phê. Cái sáng dậy cái nói cô Linh u như kỹ nha. Cái bố hỏi, đợi Long đi ra ngoài hỏi út chị Linh thằng Long nó nói cái gì, thằng con nó nói cái gì mà u như kỹ vậy. Cái mẹ Linh nói chứ không có tiền, đi ra mua mấy ngàn ốc về lễ, luộc lễ xong rồi kho xả ăn mấy ngày, cái bố mới móc tiền ra đưa tiền nó đi chợ mua đồ ăn ăn. Trời ơi, cuộc đời đó nha. Rồi đi thi Đầm Sen, thay vì hồi xưa đi thi diễn viên điện ảnh Đầm Sen, lúc hát quán Chiều Vàng, nhớ không, thi chuyển giọng đó, thì mình đoạt được giải tư, thì giải tư được 10 triệu lãnh thưởng, thì lúc đó 10 triệu thì bao nhiêu cây vàng thì mình kiếm chiếc xe mình mua mình đi. Không có đâu Phú Phương, lấy 10 triệu đó đem về dưới quê á, mua cho ba sợi dây chuyền, mua cho người này người kia, rồi tới chừng lên Sài Gòn không có ăn cắt, rồi đi bộ tiếp nữa, rồi mướn xe đi hát tiếp nữa. Thấy không?
Phương nhớ là Long hát với một bạn, bạn chung với Tiết Hiền đúng không? Tiết Hiền, Tiết Thảo. Sau đó cái Long có nói Phương, Phương thôi bà đi hát với tôi đi, tôi với bà hát xong ca. Tại vì thời đó là Long thấy được Cúc Phương có một cái đào hát mà ít có bao giờ mà có một cái dốc dáng rất là cao, hiểu không? Rồi lúc đó thời đó mình còn trẻ, mình còn đẹp nữa, cho nên là cũng có giọng hát nữa, nhưng mà Long thấy cái Cúc Phương coi lên sân khấu sáng, cho nên là Long rủ Cúc Phương đi hát. Nếu mà đi với Long là giờ biết Long là một nụ thì đúng rồi. Rồi thì không ít cũng nhiều thì khán giả sẽ biết tới, giống như hồi đó Hương Thủy á. Hương Thủy đi Hương Thủy thì cũng học trong trường, rồi Hương Thủy cũng có thi Bông Lúa Vàng cũng đoạt giải, nhưng mà Thủy đi ca nhạc thôi à. Rồi sau đó cũng ít bao giờ hát cải lương á. Thì video cải lương thời đó là Long, cái tuần Bến Đợi đầu tiên là Long bóc Thủy vô đóng chung với Long đó, là từ đó cải lương sau đó là Thủy qua bên Mỹ là còn hay, đi theo con đường cải lương nữa, vừa ca nhạc vừa cải lương. May mắn một điều là về Sài Gòn đó thì các bạn thấy đó là hát nghe quán nghệ sĩ Chiều Vàng chung với các bạn chỉ có 1 năm, thấy không, 1 năm 2 năm là Long đã được các nhà đạo diễn để ý tới, rồi anh Phượng Hoàng nè, rồi bên Máu Bạch Lan nè, rồi Song Minh Trần Hào nè, tất cả mọi người nè, rồi phim ảnh rồi này kia nọ, cho nên là mình làm như là tới lúc rồi. Thì cái người mà Long mang ơn nhiều nhất, cái người đầu tiên đó là người thầy, cũng là người anh, cũng là người đạo diễn tài ba trong cải lương của mình, đó là đạo diễn Phượng Hoàng đó. Anh Phượng Hoàng là người đầu tiên đưa cho Long đóng cái vai con của anh Vũ Linh với chị Tài Linh đó, rồi là đưa đóng cái tuần mà làm dâu vợ lớn đó, xong là coi như là từ đó về sau là coi như là cuộc đời Long phất lên luôn đó. Phải nói một điều, 3 tuần thôi, Cúc Lương nhớ là 3 tuần thôi, thời đó mà video cải lương mình đóng mà khán giả mà tranh nhau mà mướn băng đó, nhớ không? Hồi đó người ta mướn cuốn băng người ta rất là trân trọng, cứ hả coi người này đi làm về phải để cuốn băng đó coi, chừng nào thí dụ muốn nhảo cuốn băng mới đem trả, hiểu không? Mà quay tới quay lui, quay bằng tay, quay tới quay lui mà coi coi xong cả nhà ngồi ăn cơm xuống coi nữa. Nói gì là Lâm có ấn tượng hoặc là có cái kỷ niệm gì mà những ngày đầu mình đi quay hay là quay mình xuất hiện cái đó là rất nhiều. Nhớ cái quán Chiều Vàng, thấy không? Rồi lúc đi quay cái tuần vợ lớn, làm dâu vợ lớn là còn ở trong quán Chiều Vàng là ngồi ngủ trên sân khấu luôn đó. Chứ trên cái sân khấu ở trên cái nóc trời đó, nhớ không? Đó là ngủ trên sân khấu đó đó, lúc đó đó. Lâm có nghĩ là lúc đó là Lâm đi hát, đi ra ngoài là thâu video này kia đó, quay video là Lâm sẽ nổi tiếng liền không? Thì cái ước muốn đó thì mình ai cũng ước muốn, nhưng mà một điều khi mà nhận được cái vai, cái quan trọng là mình làm có được hay là không. Là khi đạo diễn Phượng Hoàng đưa vai rồi vô rồi đó, là có nghĩa là Long ngồi ở trên lầu sân thượng đó, là hầu như mấy người mà nhân viên ở trong quán đó, nó ngồi dưới coi Long, có nghĩa là Long phải mở lên, Long phải tập và Long phải hát, Long ngồi cái chiếc gương, Long phải tự khóc nữa. Có nghĩa là nếu mà mình sợ vô tới phim trường mà mình không khóc thiệt được đó, thì cũng không có được, nên lỡ bị đơ rồi sao. Cho nên là một cái vai đó thôi mà mình tập dễ sợ chứ không phải giỡn đâu, nhưng mà hên là cũng chắc cũng tới lúc rồi, cộng hưởng trời Phật thương cho, tổ nghiệp thương cho, tới lúc đó thì Long quay được cái tuồng đó 1-2-3 tuần đó, là coi như là gọi là mình có một cái sự nổi tiếng của mình là từ trong nước tới ngoài nước, có nghĩa là mình không nghĩ cái điều đó. Tình cờ thôi, một cái đoàn cải lương ở mũi Cà Mau lên, tự nhiên lên tới nhà, cái lên cái nói tôi lên tôi hợp đồng Kim Tiểu Long đi xuống đất mũi Cà Mau hát cho tôi 2 đêm đi. Đoàn cải lương, đoàn cải lương mũi Cà Mau á. Trời gì vậy, tôi đang quay phim trên đây làm sao tôi đi được, thôi tôi không có đi đâu, biết cái gì mà đi, tuồng học thì thuộc gì đâu mà đi, đâu có thuộc. Nói giờ Long muốn hát cái tuồng nào thì tuần nào xã hội đó thì Lâm xuống Lâm hát rồi ca băm của ca nhạc. Tôi nói bây giờ nếu mà thuộc nhanh nhất bây giờ thôi, bây giờ để tôi học cái tuần Tướng Cướp Bà Thái Đường, rồi xong cái tôi học Tướng Cướp Bà Thái Đường xong cái bắt đầu tôi xuống tôi hát Tướng Cướp luôn, thời gian Tướng Cướp Bà Thái Đường á. Ừ, cái xong cái bắt đầu xuống hát. Trời ơi, cái gì vậy, mình đi hình như lúc đó là có xe hơi rồi, mới đóng có 2-3 tuần là mua xe hơi liền nữa. Hiểu không? Mua chiếc xe hơi Kia 5 còn mà cục đích trước á, là mua xe hơi chạy rồi. Cái xong cái bắt đầu đi xuống dưới á, cái thử cái gì vậy? Mới có 4-5 giờ chiều hả?
mà sao cái chân bãi mà xuồng ghe người ta đi tới tấp nập mà trên đường đi mình đi đường miền Tây à, mình chạy trên lỗ đá rồi mình đi xuống dưới ghe xuồng đó, cái mình thấy dọc dọc ở dưới Cà Mau thì nhà ở bờ sông không đó. Tôi nói sao hình mình không vậy? Ta nói dọc đường đi, dọc từ mùa Cà Mau đi vô tới mũi Cà Mau mà không có cái nhà nào mà không dọc đường đi dọc 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 bờ sông là không treo hình Kim Tiểu Long hết trơn. À, thấy chưa? Là lúc đó là mình đi xuống tới sân bãi rồi cano tới vỏ lãi tới mọi người tới Long không có bước lên đoàn được, là bởi vì người ta đứng nghẹt bãi hết rồi. Mình mới biết là trời ơi nổi tiếng nó hả? Hiểu không? Nổi tiếng hả? Mà sao tôi không có biết cái gì hết trơn vậy? Là xong là lúc đó là Long nhớ là còn nhận cái hợp đồng đó là nè nó bị hố nè nghe cô. Bị hố vui lắm rồi. Nhận cái hợp đồng đó là 2 triệu. Lần đầu tiên người ta đi khám trường. Ôi lấy nhiều tiền vậy? Mình nói 2 triệu cái chỗ nó rinh mình liền hiểu không? Có 2 triệu hả? Là coi như là 2 triệu, lúc đó vàng đó là 3 triệu, 3 triệu 6 một cây. Là vàng 3 triệu 6 một, Lâu còn nhớ mà đi chuyên môn quay phim xong đi qua bên tiệm vàng Kim Nga chứ. Là đi qua bên đó là mỗi lần dư chút xíu cái đi vô trong đó mua vàng để dành, thấy không? Thì 2 triệu xuống dưới, bữa đó là đoàn thu là hình như bán vé là 10 ngàn một vé. Mà bữa đó là nó thu là 27 triệu. Dạ 27 triệu. Doanh thu của nó tổng cộng là ghế là cho mướn là 8 ngàn một cái. Ghế đứng vậy nè. Chết mồ rồi. Hình như mình có bị hố rồi. Cái xong nó hát thôi. Lời nói thì như đinh đóng cột rồi. Đã nói ra thì không bảo bị mẻ lời nữa. Thôi đi về. Đi về xong tất cả các đoàn ở dưới miền Tây bắt đầu nó đồn ra, chỉ có mình Long nè bắt đầu đồn ra xong nó bắt đầu cái đi là chạy lên trên đây cứ hả, lên hợp đồng Long. Lúc đó là Long nói không, bây giờ tôi không có đi 2 triệu nữa, bây giờ lương của tôi là coi như là 18 triệu tôi mới đi. Hiểu không? Làm sao cái xong cái nó thôi về 18 triệu nhưng mà thôi bây giờ hả, cứ mỗi đêm hả, cứ bây giờ đưa tiền trước cho Long nè, bây giờ cứ đưa không chưa xuống hát mà đưa tiền trước 15 triệu, cứ hả thì vô hát đi, cứ sau ngày đó đưa ra khách sạn đưa 15 triệu, tối vô hát đưa 15 triệu, tối vô hát, tức là bầu sơ đồng ý 18 triệu luôn. 18 triệu nhưng mà tại vì Long bớt cho người ta 3 triệu, Long lấy 15 triệu thôi, đúng không? Ok, 15 triệu là đưa tiền trước, đúng không? Cái thời đó Cúc Phương biết mà, 15 triệu mà Long đi hát á là ở dưới tỉnh, mỗi lần đi Cà Mau như vậy á là khi mà Long ở dưới đó trời ơi hát một tuần lễ á. Ta nói ra ngoài tiệm vàng ở dưới chợ siêu thị á, lớp nào mua vàng với lớp nào đổi tiền đô không? Trời thấy ham ghê không? Vậy bỏ vô rổ không? Thì đó là Long tâm sự với quý vị là đây là cái thành quả của Long chứ không phải là Long khoe. Đúng rồi, nhưng mà cái đó là cái mình nói mình kể về cái thời hoàng kim của cải lương. Đúng rồi, của tên tuổi mình để mà con hiểu được là ngày xưa người ta yêu thích cải lương cái nào. Phải không? Đó, tự nhiên là đi hát mà coi như là nửa cái dòng sông ở dưới Cà Mau thì lớn cỡ nào thì nhưng mà xuồng ghe đậu hầu như là đậu nối đuôi với nhau là nguyên hết nửa cái dòng sông đó luôn. Chứ trong người mình nó hơi phới để mà lên sân khấu không? Trời ơi, cuộc đời mà đâu có gì sung sướng bằng người nghệ sĩ mà đi tới đâu mà được khán giả thương mến. Nói đừng nói gì, đi qua phà Mỹ Thuận thôi, đi qua những cái con phà thôi là coi như hầu như là Long phải, bởi tại sao là Long phải đi hát, Long dán cái kiến màu đen. Như dán cái kiến màu đen lên để cho mọi người nhìn vô, nhiều khi mấy đứa em bắn nem, bắn chả, bắn thuốc rồi lợi nó bu cái nhìn vô vậy nè. Khi mình mua phát hiện cái là mình không thể nào mình đi được. Nó là như vậy đó. Còn mà biết chiều đó là Kim Tiểu Long đi trên con đường đó đi hát là người ta phải chặn đường mình. Người ta chặn đường mình là bắt mình phải xuống xe để cho người ta đứng ôm nựng nịu rồi này kia nọ tâm sự rồi mới được điều quyền đi. Dễ thương ha. Dễ thương lắm. Bởi vậy cái thời hoàng kim của cải lương, ai nói là cải lương mình không có sống được cho tới bây giờ. Long thấy là một điều là hiện tại bây giờ nè là cải lương của mình là đang được lòng mộ điệu bốn phương là để ý lợi nè. Thật sự mà nói nè, Long chính Long lại hát bằng cái nghề của Long cho tới hiện tại bây giờ Long vẫn đi còn đi bằng cái nghề của mình.
Như vậy là bây giờ khán giả vẫn rất là yêu thương cải lương. Chứ đâu phải như nhiều, cũng có một số người nói cải lương bây giờ như vậy thì gì rất, mình cũng nói rất là nhiều rồi và cũng nghe rất là nhiều rồi. Nhưng mà chính bản thân Long nó thấy cái tình hình cải lương của mình sao? Thì hiện tại bây giờ, thời đại bây giờ nó là mạng, đài, tất cả mọi thứ trên mạng, cầm cái điện thoại lên là mình thấy hết rồi. Mình ở góc độ nào cũng được, thấy hết trơn, người nghệ sĩ hết trơn á. Cho nên là nó cũng tùy theo cái hướng. Thí dụ ngày xưa thì không có mạng, không có báo, không chỉ có đài nhiều á, thì mình muốn đi đến gặp nghệ sĩ ở trực tiếp ở đó, ở sân bãi, ở chỗ bãi hát rất là nhiều. Nhưng mà tại vì do nên bây giờ cứ cầm cái điện thoại lên, tối nào cũng muốn xem người nghệ sĩ nào yêu mến thì họ đã xem hết rồi. Người họ yêu mến họ mới coi, chứ họ đâu có lãng quên mình đâu. Mình đi ha, thậm chí mình hát, mình đi ra ngoài đường họ cũng vẫn ơ Kim Tiểu Long ơi mọi người, hay là Minh Dương Lệ Thủy, hay là này kia kia nọ, tên mọi người, các cô chú, ai cũng biết hết. Thì là họ vẫn còn thương mình mà. Nhưng mà tại vì thời đại 4.0 này là buộc mình phải sống như vậy, cho nên mình không thể nào bắt họ phải đi theo mình. Mình phải đi theo tất cả mọi người và cái quy trình của cuộc sống bây giờ. Nhưng mà theo Long thì có cần phải làm mới cải lương hoặc là bài bản rồi để mà đi theo thời đại mới này không? Cải lương thì đó, thì bây giờ thì cũng có những cái bài bản cải lương hay là kết hợp với nhạc này kia kia nọ thì khán giả trẻ cũng hưởng ứng quá trời đó. Giống như cô ba của mình cũng có những cái bài rất là hot. Thì Long cũng có những cái bài nhạc, Long cũng vừa hát nhạc trẻ mà vừa chim mấy cái đoạn lý của cải lương rồi vô. Thì cũng mình làm để cho khán giả cải lương coi được cái sự mới mẻ của cải lương của mình, rồi trong đó có nhạc rồi thì các em mới hưởng ứng. Chứ bây giờ mà các em trẻ mà kêu các em trẻ mà coi nguyên tuần cải lương thì các em đâu có biết cái gì mà coi. Để làm mới mẻ cái nền nghệ thuật cải lương hay sân khấu cải lương thì Lâm không thể nào Lâm có được một sức. Nhưng mà nếu có được cái điều đó thì tất cả nghệ sĩ của mình, anh chị em nghệ sĩ của mình phải là cùng chung đau sức lợi với nhau. Mỗi một người phải biết lắng nghe, mỗi một người phải biết học hỏi thêm nữa hơn nữa thì lắng nghe rồi cho những cái tố chất hay hơn nữa, thì mỗi người một chút như vậy thì quả hoàng lắm, thì cải lương của mình nó phải phát triển đi lên nữa. Chứ còn nếu mà cứ rời rạc như thế này thì mình cũng cứ như vậy hoài. Vừa rồi Phương cũng có xem cái chương trình học viện cải lương của cô Bạch Tuyết á, cũng thấy có những bạn mà năn nỉ xin mà khóc đồ là cho chỉ cần nghe cải lương rồi cần cho nó hát một câu thì cũng thấy là hạnh phúc. Nói chứ cải lương của mình đâu phải dễ hát đâu, thí dụ bài tân nhạc để lên còn dễ hát chứ cải lương khó hát lắm các bạn ơi. Mong rằng tất cả các bạn trẻ nếu mà có yêu mến bộ môn cải lương thì các bạn phải hiểu cải lương mà khi mà mình ca mình phải ngân nga, ví dụ như là thôi rồi tình yêu ơi, hiểu không, mãi cách xa chim trời tung cánh bay, mộng mơ chết trong tim này, ôi đớn đau nào khi tình chia cách, đúng không? Không phải ngân nga nè. Thà ta đừng quen biết nhau, ai âm chi đây rồi phụ nhau. Thấy không? Phải nói một điều là cải lương là hay lắm tất cả các bạn trẻ ơi. Không mấy ai muốn ca cải lương mà được, muốn học cải lương cũng rất là khó. Nhưng mà Long thấy bây giờ mình nên mở nhiều cái học viện và mở nhiều trường lớp hay là truyền nghề với lại các bạn trẻ. Cái trường lớp, học viện cũng có mà trường lớp cũng có. Nếu mà được cái trường lớp chính quy mà để đào tạo cho các em thì đương nhiên cái nghề của các em phải hay hơn. Là bởi vì khi mình vô trường lớp á, Cúc Phương, là mình được học. Là mình học là học ngày này qua tháng nọ, thậm chí mình học qua năm luôn. Còn bây giờ á, thí dụ như là trên cái cuộc thi thì các em chỉ được đào tạo ngay chỗ đó thôi. Đó là như chỉ là ca cổ, còn để biểu diễn cả cái này là mình phải, ví dụ nếu mà mình thi rồi, mình đã hay rồi thì mình phải học cái tố chất biểu diễn. Cái biểu diễn rất là quan trọng, là bởi vì hỉ nộ ái ố, rồi phải biết khóc, phải biết duyên, phải biết dáng, phải diễn chỗ đó mùi là phải khóc, diễn chỗ đó vui là phải cười, thấy không? Và là ăn nói chỗ đó là hài hước thì phải có duyên. Nhưng mà cái yếu tố là cần phải nhất là phải đi đến trường học. Nếu không ở trường, không học trường thì cũng phải học thầy. Phải kiếm thầy cô đàng hoàng, chính quy mà học, chứ không thể nào mà khi mà thi ra rồi mà để mà cứ đứng ca không, có đứng ca không thì cái nghề của mình rất là mai một. Long có nghĩ là một cái vai nào đó mà mình muốn đóng không? Thể loại gì? Ác, độc hay là
sau đó già hay gì gì hay gì mà Long chưa trải nghiệm và muốn trải nghiệm. Rồi Long thi cái Dương Quyền đó, thì Long đóng vai vua Minh Mạng đó, thì cũng có một những cái điều hỉ nộ ái ố bị nhiều trong cái giai thoại, thì tự động Long thấy Long bị giống như là gương mặt Long có sự biến chuyển một chút xíu, là Long đã thử nghiệm rồi, Long mệt thật sự. Bữa đó là Long đóng xong là Long dựng lên một cái là Long phải bệnh, muốn bệnh vậy đó. Long mệt thật sự, Long nói thôi chết là không được rồi. Mà mình tức lên, mình tức thật, cái tự nhiên cái tim của mình nó muốn vỡ đi. Cho nên là Long nói thôi chắc Long không từ đây về sau Long không đóng những cái vai độc nữa, có những tính cách nhiều hơn nữa. Nó lôi theo tâm quá rồi lại không có thoát ra, không có thoát ra nhân vật. Cho nên Long cảm nhận được điều đó. Còn cô chú thì mỗi người một vai diễn, thì có vai kép độc, thì có hài, có kép chánh, thì mới hay được cái tuồng. Nhưng mà với bản thân của Long là Long cảm nhận được Long như vậy, cho nên Long không đóng được vai độc với vai ác. Long không nhận. Long là ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, rồi bây giờ là kinh doanh nữa. Giờ gọi Long là gì ta? Không, trời ơi, buôn bán chỉ là một cái điều mà kiếm thêm thu nhập để mà lo cho gia đình thôi. Chứ cuộc đời Long là nghệ sĩ còn cái buôn bán mình cứ kiếm thêm, mà khán giả thương mình là ủng hộ mình. Nhưng mà không phải là ủng hộ mà mình ý lại mình lấy tao đồ tầm bậy tầm bạ mà mình bán nha. Không có đâu. Cái gì mà Long ăn và cái gì mà Long xài lên trên gương mặt giống như mỹ phẩm nè. Thấy mặt Long không? 4 năm nay Long vẫn xài mỹ phẩm. Nếu mà Long không xài thì da mặt của Long rất là già. Nếu mà kinh doanh và là nghệ sĩ biểu diễn để chọn thì Long sẽ chọn con đường. Long sẽ chọn biểu diễn. Đến khi bao giờ? Thì bây giờ mình hát không nổi nữa là thôi. Khi nào mà mình chống gậy mà răng rụng hát không nổi nữa là thôi, chứ giờ sao? Nhưng mình có một coi mà mấy cái clip mà Long đi hát có Hồng Lan à. Con của chú Vũ Linh đó, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó, thì sau đó biết là Long bị khán giả cũng tẩy chay hay sao, đúng không? Đâu có đâu, đâu có tẩy chay gì đâu. Một số người ví dụ giống như là họ không thích mình hát cái bài Thua Một Người Dưng nữa, thì ví dụ có người thích thì có người không. Chứ thế gian này bây giờ mà ai cũng thích hết mình hết á, trên cõi đời này ai cũng thương mình, mà ai cũng nói cái câu thương mình hết, là cái cõi này là cái cõi Bồ Tát rồi, đúng không? Cho nên đây là một cái cõi phàm, mà cái cõi tạm mà người ta gọi là thế gian. Thế rồi mà còn gian nữa, cho nên là mình, phải không? Ông bà dùng cái câu thấy không? Đã thế rồi mà còn gian nữa, cho nên là mình đâu có ai giống ai đâu. Cho nên là mình là nghệ sĩ, mình chỉ đem tiếng hát. Mà cái bài Tôi Một Người Dân này Long đã nổi tiếng trước đây cách 20 năm rồi. Nhưng mà cái gì cũng có sự tình cờ hết trơn. Long đi đâu Long cũng hát Tôi Một Người Dân mà, chứ đâu phải là Long phải châm biếm gì ai đâu này kia nọ. Nhưng mà tại vì có nhiều khi những bạn người ta không có hiểu, người ta chỉ hiểu một góc cạnh nào đó, một khía cạnh nào đó, mình người ta nói mình châm biếm này kia nọ, chứ thật ra mình đâu có châm biếm gì ai. Nhưng mà cái điều mà thật sự mà trong cuộc sống của Long á, mà cái người mà ở gần mình mà đa mình nhiều quá là hại mình đó nha. Chứ không có phải là ví dụ bao giờ cũng nói tốt về mình, bao giờ cũng khen mình, cái đó là hại mình chứ không phải là giúp cho mình. Mà cái người mà sống mà thật sự mà để mà không sợ mọi người buồn á, cái người mà góp ý mình á, những cái hư, những cái đúng, những cái lẽ, cái phải, Long rất là tôn trọng cái điều đó. Cho nên là Cúc Phương muốn chơi với Long á, cho thời gian dài nữa, thì Cúc Phương làm gì là Cúc Phương phải góp ý lên Long. Chứ đừng có bao giờ nghĩ khen Long cái điều này, khen Long cái điều kia, coi chừng là Long bỏ Long chạy đó. Hồi trước thì hỉ nộ ái ố có, rồi quậy quọ có, đá cá lăn dưa có, cày chớn có, nó tóm lại chậm có, hết dịch có, nó nằm trong cuộc đời của Long hết. Có hết. Có chứ, tại vì do nên mình nổi tiếng sớm quá mà. Có ví dụ không? Có chứ, ví dụ như mình đi tới chỗ đông người, chỗ nghệ sĩ nhiều, cái mình tưởng tượng là mình chảnh mình lên, mình nói trời không ai bằng mình đâu nha, mình nổi tiếng quá. Cái là trong tâm thôi. Cái trong tâm mình nghĩ thể hiện ra ngoài, có khi nào mình để làm phiền mà ai đó. Ví dụ mình đi mình đụng mặt nghệ sĩ này kia nọ, mình không có chào ai. Có, vụ đó có hả? Có, mình không chào mọi người, cái mình mọi người cái nhìn mình á, cái liếc của mình có nửa con mắt nữa mất dài thì chi kia nói mình nghe hết. Nhưng mà tại vì do nó còn nít mà không nhìn ai đâu, trời ơi, đeo cái mắt kiến vô, đi ra ngoài đường mặc bộ đồ hát đi vô nghinh. Hiểu không? Vậy cái đó là con nít, sự của con nít. Mà cái cuốn bí kíp đó tôi đã dục rồi, thì bây giờ á thì mọi người á đừng lụm cuốn bí kíp đó của tôi, hiểu không?
Thôi bây giờ Long nói thoáng về, nói về cái cuộc sống hiện tại của mình, thì sơ sơ về gia đình của mình. Long thì cuộc sống gia đình thì lúc nào cũng ngày nào cũng giống như ngày nấy, rồi đi hát, rồi đi ca, rồi đi làm việc. Tại vì mọi người, con Long thì ở bển phải đi học, con nít ở bển nó học rất là nhiều. Thỉnh thoảng thì gần tới mùa hè thì Long hát ở đây, thì tới mùa hè Long về Long chơi được 1 tháng với con. Vậy thôi. Về đây thường hơn là ở bển không? Thì Long về thường, mà Long ở bên đây là, ví dụ Long ở bên Mỹ cao lắm là 1 tháng, 2 tháng, hoặc là bằng nhiều lắm 3 tháng. Là tại vì do nó tháng mưa ở Việt Nam. Ở bển thì mình phải lo cho con, cho cái thì phải lo, thì chở con đi chơi, đi ăn với con, gần gũi con này cái nọ. Khi đi về đi hát thì mình phải lo tập trung vào ngày hát. Mà đi mình ở đây nhiều vậy là con với lại gia đình bên bển thì mình thu xếp sao? Bình thường, tại vì mọi người biết là cái nghề của mình phải đi mà. Thọ mọi người phải thông cảm thì Long mới đi được. Thấy không? Thì thấy gì vậy thôi, tất cả mọi thứ đều cái hai sự cảm thông thôi. Nhớ con. Nhớ thì phải nhớ, hai cha con sáng nào cũng phải tham nói chuyện nha. Long, nhưng mà giờ thấy Long rất là bận rộn, vừa ca vừa diễn vừa làm truyền thông, rồi vừa có kênh YouTube riêng, rồi bán online, rồi đi tới đi lui về Mỹ, rồi lo gia đình này kia, rồi thời gian để dành riêng cho mình ở đâu nơi nào, hoặc là làm gì, hoặc là mình cũng phải có cái nhu cầu riêng của mình nha. Thí dụ mình giải trí, hoặc là mình Long thỉnh thoảng thì nếu mà ngày nào không có hát, hẹn bạn bè em út đi ra uống một ly cà phê thôi. Ờ vậy thôi à. Còn đi ở bên Mỹ thì không hát thì dẫn con nghỉ học thì dẫn con đi xem phim hoặc đi ăn thôi. Chứ còn mà nếu mà nói để giải trí á, để mà đi tới chỗ đông người thôi, giải trí này kia nọ thì Long cũng không có sự đam mê. Sắp tới Long có cái định hướng gì không, hoặc là có cái chuẩn bị ra MV hay là phim hay là gì không? Nhà năm nay Long sẽ cố gắng thêm điều nữa là Long nay là sẽ tới mùa hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc ở Cần Thơ, là Long sẽ thi đó. Thi Long sẽ thi. Thì mình có thi thì mình có được những cái tố chất của mình, rồi mình học hỏi thêm nữa, rồi mình có đầy đủ thêm nữa những cái gì trong cái sự nghiệp. Có nghĩa là mà sau này mình đủ tiêu chuẩn để mà cái đó thì nghệ sĩ nhân dân. Thì bây giờ cái nghệ sĩ mình phải sống trọn với cuộc đời đi làm nghệ sĩ chứ. Tức là cái nói về mục đích thì nó quá đáng, nhưng đó là một cái điểm mà để cái điểm mà nhấn của cuộc đời đi làm nghệ thuật của mình, đó là cái danh dự. Đó là cái danh dự, mà cái danh dự này đem đến cho của quyền thất tổ của mình và cha mẹ của mình. Đó là những cái danh hiệu. Đúng không? Và danh hiệu mà Long sẽ hướng đến là đúng rồi. Thế bây giờ mình là nghệ sĩ ưu tú rồi, sắp đến mình đã hướng đến cái danh hiệu của mình, đó là nghệ sĩ nhân dân. Thì nếu mà bây giờ nghệ sĩ mà bây giờ mình không thi, không thố, không này, không kia, mình cứ dựng chỗ hoài thì ở đâu có để mà mình được cái danh hiệu. Cảm ơn Long đã đồng ý tham gia cái chương trình của Báo Phụ Nữ rất là nhiều. Hy vọng rằng có một cuộc hội ngộ nào nữa thì Long sẽ tâm sự nhiều hơn nữa để cho khán giả biết về mình, cuộc sống của mình, rồi cuộc đời của mình nó thật như thế nào. Có làm sao nói gì người ơi. Chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng may mắn trong công việc.